À, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm hoa cúc Tana. Hoa cúc này nó rất là dễ thương, những cái bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh làm cũng rất là dễ làm các bạn ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cành như thế này nha. Để làm được cành hoa như thế này thì mình có cánh hoa có hai size, size lớn và size nhỏ. Nhị hoa thì tương đối bằng nhau. Lá thì có hai size, cũng size lớn và size nhỏ. Kế đến là các loại kẽm. Kẽm mà mỏng nhất, kẽm mỏng nhất số 24 là dùng để dán lá. Kẽm kế tiếp là kẽm số 22 để làm cái thân của cái hoa này. Và cái kẽm mà dày nhất đó là kẽm 20 để làm cái thân ở phía dưới. Ở phía dưới của cái cành hoa như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước để làm nên bông hoa nha. Đầu tiên mình sẽ lấy hai cái cánh hoa, hai cái hoa như thế này, mình dán chồng lên nhau bằng cái keo. Keo này rất là dễ tìm, keo học sinh thôi các bạn ha. Mình dán một chút xíu vô giữa, một chút xíu xíu thôi, không cần phải nhiều đâu. Sau đó mình đặt sau lè này. Rồi đó, như vậy mình đã được một cái bông hoa. Sau khi mà dán xong, mình sẽ đút cái nhụy này vô chính giữa, nó có cái lỗ. Rồi, như vậy là mình đã xong một cái bông hoa. Rồi, kế đến mình sẽ lấy cái kẽm. Cái kẽm mà là mình để làm thân. Mình dùng cái kìm ha. Các bạn nhìn nha, mình bẻ như thế này. Sau đó, đó mình kẽ vừa phải thôi. Bẻ ra như thế này. Đó, sau đó mình sẽ rút cái phần này và cái lỗ phía dưới của cái nhụy hoa các bạn ha. Rồi sau khi đút xong, mình sẽ dùng keo sáp quấn lại. Các bạn nhìn nha, mình sẽ đặt keo sáp ngay phía dưới của cái nhụy hoa, che đi cái nhụy hoa nha, đặt sáp vô. Sau đó mình đặt ra sao ra dư một khoảng như thế này. Đó, sau đó mình giữ chặt hai ngón tay hai bên nè. Đó, sau đó mình xoay về một hướng, quấn về một hướng được đúng một vòng. Sau đó mình từ từ mình quấn xéo xuống. Đó, khi mà mình kéo xéo xuống như thế này tới đây các bạn ha. Đó, rồi mình quấn xuống dưới. Cái keo này thì nó có chất kích dính ở đây rồi, nên các bạn không có cần phải dán thêm keo gì nữa. Đó. Các bạn quấn, khi mà quấn thì lưu ý cái loại này mình hơi kéo một chút xíu để nó có độ bám vô cái thân hoa tốt hơn. Đó. Như vậy mình đã xong một bông hoa. Các bạn thấy dễ làm không? Rồi. Kế đến mình sẽ làm lá nha các bạn nha. Để mà làm lá thì mình sẽ dùng hai cái lá như thế này, mình dán lại để thành một cái lá. Trước tiên mình sẽ dán keo vô một mặt của một cái lá. Dán hết luôn nha các bạn nha, 100% nha, kín hết. Sau đó các bạn cho cái cọng kẽm để làm lá luôn, kẽm mỏng nhất ha, đặt vô chính giữa. Nhưng mà để dư ra một khoảng như thế này nha, có thêm một lớp keo nữa. Rồi, sau đó mình đặt cái lá còn lại, đặt thật là khít với cái lá ở dưới. Rồi, đó. Như vậy là mình đã dán xong một cái lá nha các bạn ha. Cái lá nhỏ còn lại thì cũng làm tương tự với cái cây kẽm ngắn hơn nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành ghép cành. Ở đây là mình đã chuẩn bị một số cái bông hoa rồi. Giờ mình sẽ ghép một cái cành gồm tất cả là 6 bông ha. Và ba cái lá, hai lá nhỏ và một lá lớn nha các bạn. Trước tiên mình sẽ lấy một cái cây kẽm, cái cây hoa ngắn. Ở đây là mình cắt kẽm này không đều nhau, cây dài cây ngắn. Đó. Để khi mà ghép lên hoa nó sẽ tự nhiên thôi các bạn ha. Mình lấy một cây kẽm ngắn thôi, một cái cây ngắn.
gắn cái lá sát bên. Rồi dùng keo cách đặt giống như dưới cái đài, đặt dâu dư ràng khúc như nè các bạn, giữ chặt, cuốn lại đó. Cứ cuốn từ từ xuống phía dưới, mình cuốn ràng khúc về, còn dư ràng khúc mình kiếm một cái cây dài hơn đi đó, mình để nó ngay thấp hơn phía một chút xíu, mình cuốn tiếp. Rồi tới đây mình cắt được rồi, như vậy là mình được một cái nhánh có hai cái hoa đó. Mình dùng tay bẻ cái nhánh này cho nó hơi cong ra, cả lá cũng vậy, mình cũng có thể bẻ cho nó hơi cong ra cho nó tự nhiên. Một nhánh có hai cái, kế đến mình sẽ làm một nhánh khác tương tự như vậy. Mình sẽ lấy một cái cây nhánh thôi, cho một cái lá, lúc nãy cái lá mình để đây, giờ mình có thể để thấp xuống một chút, không nhất thiết là phải để gần như thế này. Cố tình để một cây cao thấp như vậy thì khi mà ghép lên cành á thì cái lá nó sẽ tự nhiên thôi các bạn ha. Rồi, cũng vậy, quấn theo sát xung quanh. Rồi, cánh như một cái thân. Lúc nãy mình để cái hoa này thấp hơn, giờ mình có thể để cao hơn, không vấn đề gì hết các bạn ha. Quấn tiếp vô. Rồi, mình có thể cho thêm một cái hoa tiếp theo, cũng có thể để không bằng cũng được. Quấn tiếp vô. Như vậy là mình đã được một cái nhánh thứ hai. Nhánh này có 3 vòng. Mình cũng dùng tay điều chỉnh cho nó có độ cong để cái hoa nó tự nhiên ha các bạn ha. Mình điều chỉnh tương đối thôi, rồi tới khi mình cắm lên cành, lên chậu rồi mình sẽ tiếp tục điều chỉnh cho nó theo ý muốn của mình nữa. Rồi, như vậy mình sẽ được cành thứ hai có 3 hoa. Bây giờ mình sẽ tiến hành ghép hai cái cành này lại với nhau. Mình lấy cái kệ mà cứng nhất ha, mình đặt ở dưới đây. Lại tiếp tục dùng sáp quấn vô. Ở cái điểm mà quấn này mình có thể cho một cái lá để che, vừa che vừa đạo và tạo cái độ đẹp cho cái cành. Đó, mình để đây ha. Mình quấn tiếp cái cành thứ hai vô đây. Rồi, cuối cùng là một cành cuối cùng mình có thể quấn tiếp vô. Ở phía dưới thì nó hơi mỏng, thì các bạn có thể sau khi mình đã cố định cái chiều dài mà của cái chậu á, ví dụ mình quyết định cắm vô cái chậu cao á, thì mình sẽ để cái phần kẽm này dài. Còn nếu mình cắm vô cái chậu ngắn thôi thì mình có thể cắt cái kẽm này đi và mình quấn thêm một lớp hai hoặc hai lớp sáp vô đây thì nó sẽ dày ra cái thân này các bạn nha. Rồi mình lại điều chỉnh lại cái cành hoa trên này theo ý muốn của mình. Đó. Thì một cái cành như vậy khoảng 3 hoa thì cắm lên một cái chậu thì đã rất là đẹp rồi các bạn ha. Các bạn thấy là cũng tùy, có cành cành này là 6 hoa, cành này cũng 6 hoa, cành này cũng 6 hoa. Mình làm cũng có cành 5 hoa, như cành này là 5 hoa nè, và cành này là 7 hoa nè. Đó, thì các bạn có thể làm bất kỳ từ 4, 5, 6, 7 hoặc là 8, 9 cũng được, ra một cái cành lớn, cành nhỏ để các bạn khi mà các bạn cắm nhiều, để nhiều cái cành lại với nhau thì các bạn thấy nó tỏa rất là đẹp, và lá nó cũng xen kẽ, có chỗ có chỗ không, nhìn rất là tự nhiên ha. Ngay cả cái hoa này cũng vậy nè, nhiều khi các cánh thì nó đang bị lộn xộn như thế này nhưng mà nó vẫn rất là tự nhiên ha các bạn ha, tại vì cái hoa thật nó cũng như vậy. Chúc các bạn thành công nha.